Alo, vâng đây là trận thi đấu thứ hai, vẫn là màn hình máy của Destiny thôi. Đây là trận thi đấu thứ hai mà anh làm chơi ở nhà. Đây là trận này đấu thứ hai mà anh làm qua người nhà. Thế mà đương nhiên sẽ có những lợi thế về mặt sân nhà khi mà Des đang đánh ở 164. Vâng, thường thì đánh ở một quán nét lạ sẽ khiến cho GDS không có được 100% phong độ của mình, không có đủ, nhưng mà thôi không sao, được 100% ta cùng chờ xem, chưa chắc rằng GDS sẽ thua trận đấu này đâu, chưa chắc kèo đấu này, vâng bãi quả đầu là hơi xấu. Quay trở lại với màn hình máy của GDS. Rất may cho anh, bãi quả đầu là hơi xấu một chút nhưng mà anh đã có một 7 hiếu 4 về nhà. Chiếc bé đầu tiên đóng một cánh rừng thông có thể nói là cực đẹp. Vâng, nhà cũng có thế để đánh cung, cũng được. Bãi quả vàng tươi rồi, hãy cẩn thận, nếu là một đôi sư tử thì anh sẽ nằm xuống, cho dù anh là người phía trước. Nếu là một đôi sư tử thì anh sẽ nằm xuống, con sư tử nằm xuống thôi. Tiếp đó là đóng một cái gờ. Đồ ăn như này vẫn là chưa đủ. Vâng, với một bầy hiếu 4 con về nhà nếu tôi không nhầm, cộng với một bãi quả 6 thì GDS vẫn chưa đủ điều kiện để có thể ép đời. Tiếp tục sóc dân, và có cần phải đi dò thêm hay không, hay sẽ là một bài đánh đập lô và cầu may. Vâng, cầu may và cầu mưa. 22/24, đóng thêm BE. À, trên kia vẫn còn một bãi quả nữa. Vâng, bảo làm sao anh không đi dò. Như vậy đây là một bài trần lực của game thủ GDS, và chúng ta cùng chờ đợi anh ép đời ở phút thứ bao nhiêu và sẽ có một bài đánh như thế nào trước Pep. Vâng, lên này xong rồi. Đây là BM và BA. Vâng, chị BM đóng hơi chậm một chút. Sẽ là một trận đấu kích trong đầu 10 với 28 nông dân. Vâng, 10-5-9. Oh no, đã bước sang 11 mất rồi. Như vậy là 11-02. Vâng, cứ coi như là 11 tròn đi, chắc cốp. Và bây giờ thì anh đã bắt đầu mang nông dân về để có thể cơ cấu. Với một bài đánh 28 nông dân thì không có lý do gì GDS không chơi 5BA ngay từ đầu. Lực là cực khỏe, vẫn còn đôi vòi, và một trận đấu nhà rất đẹp, đồ ăn là rất nhiều, rừng rú là khắp nơi. Chúng ta cùng chờ xem trận thi đấu này thì liệu GDS có thể giành được chiến thắng trước GPF hay không. Điểm số của GPF đang thấp hơn, đơn giản bởi vì số lượng dân của GPF sẽ không thể nào có thể so sánh được với GDS trong trận thi đấu thứ hai này. Vâng, quay trở lại với màn hình máy của gametv thì đến lúc này timeline đang là 37/52. Vâng, timeline đang là 42. Đang đấu quân rất nhiệt tình với Pep, không hề đơn giản một chút nào. Vâng, trên đường đánh nhau anh còn thị uy bằng việc bắn chết một con hươu. Số lượng cung đờ của Des đang có phần nhỉnh hơn. Và bây giờ thì game thủ Pep phải lùi lại thôi. Vâng, Des thì đọc cũng dễ nhưng mà thực sự là cái tên Pep không hiểu nổi là ai nghĩ ra để đặt tên cho cái game thủ mới này. Đọc thực sự là đau mồm. Bắt đầu dàn quân và bắt nhau ở giữa quân, giữa sông rồi. Dường như là vị trí dàn quân của game thủ Pep là đẹp hơn so với Des. Des đang phải lùi lại. Vâng, giật quân cực tốt. 5BA vẫn đang được game thủ Des sóc đều. Dường như vị trí đứng, vâng, vị trí BA mà game thủ Des đặt là đã có phần đẹp hơn so với game thủ Pep. Số lượng quân của Pep là ít hơn. Pep điều quân cực hay. Các bạn có thể thấy là rất nhiều con cung đờ còn đỏ máu. Chính vì thế mà đến thời điểm này thì có thể nói rằng Des có lợi thế hơn. Vâng, số lượng quân là đông hơn và những thanh niên trai tráng còn đầy máu là nhiều hơn so với game thủ Pep. Các bạn có thể thấy tuy số lượng nhìn qua là vẻ ngang nhau nhưng thực chất rằng Pep đã gần hết quân rồi. Bắt đầu nâng trận có 2 và ốp A Pep. Trận đấu này trận đấu kim chặt, Pep đóng A dưới dốc. Rất khó để cho Pep có thể cưỡng được Des trong trận đấu thứ 2. Không biết đối phương đã có tầm ra hay chưa. Đến thời điểm này thì cao thủ cao thủ chúng ta đều đã có tầm giải rồi. Lần này cũng là còn đến phút thứ 23 họ vẫn chưa lần chặn gỗ 2 thì bắt đầu bắn những chiếc BA. Nhưng bây giờ thì số lượng cung R của game thủ của Pep có thể nói là đã cân với Des sau một tình huống mà Des hơi chủ quan. Vị trí đứng quân của Des là đẹp hơn. Tiếp tục đấu quân, đánh xúc thôi anh ơi. Không đơn giản chỗ nào, bắt đầu mang nông dân ra đập rồi. Timeline của game thủ Des đang là 61. Chắc chắn rằng là Pep không thể có timeline ngang phèo với game thủ Des. Des liên tục tăng PA để dồn ép đối phương vào bước đường cùng. Timeline của Des đang là 61, giá cá dự rằng timeline Pep là khoảng 50. Số lượng quân của Pep đang cực đông. Pep sẽ không thể có tay để phát triển to được, trong khi Des cũng đã có một khoanh ruộng cực lớn ở nhà của mình rồi, đảm bảo cho việc xong 10 BA cũng đều. Bây giờ thì vẩy E, với số lượng cung đời của Des đã là đông hơn hẳn, ngồi sổn cao nản. Bây giờ thì chỉ việc ôm A và mình chiến thắng thôi, không còn cửa nào cho game thủ Pep ở trong trận tiến này nữa, khi mà số lượng quân của Des cũng như là lực của Des là khỏe hơn rất nhiều. Chúng ta cùng chờ đợi một ít phút chảy cối của Pep để đến với trận thi đấu tiếp theo. Vâng, quay trở lại với màn hình máy của game thủ Des thì Pep vẫn chưa chịu quýt. Thực sự là một game thủ có triển vọng, có triển vọng. Người ta hay nói là chày cối thành huyền thoại, và thực sự là Pep đang cực kỳ chày cối. Và như vậy là Pep đã có 1 và tỷ số là 1-1 trong kèo solo AC. Để nhớ ruộng luôn. Chỉ có tay để quệt thôi.